Thưa quý vị, với nhiều dự án trọng điểm động lực cùng lúc triển khai năm 2022, quận Liên Chiểu tiếp tục xác định công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm. Ngay từ đầu năm, nhiều giải pháp đã được thực hiện quyết liệt với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ quận đến cơ sở, quyết tâm sớm bàn giao mặt bằng để các dự án triển khai theo đúng tiến độ, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau thời gian kéo dài do vướng mặt bằng, hiện nay dự án tuyến đường cấp bách chiến lược quốc phòng phục vụ quân sự và dân sinh tại quận Liên Chiểu đã khởi động trở lại. Để gỡ nút thắt về mặt bằng khiến dự án đình trệ thời gian dài, chính quyền địa phương đã thành lập tổ công tác thường xuyên có mặt tại hiện trường để giải quyết các kiến nghị của người dân về giải tỏa và bố trí đất tái định cư. Toàn dự án này có 336 hồ sơ giải tỏa, bám sát tiến độ giải tỏa, đơn vị thi công huy động nhân vật lực để có mặt bằng đến đâu thì thi công đến đó. Sau Tết âm lịch đến nay, tình hình giải phóng mặt bằng là có nhiều chuyển biến. Tuy nhiên, để mà đáp ứng được tiến độ thi công để trước cái mùa mưa, đây là vấn đề mặt bằng là đề nghị các cơ quan chức năng, các đơn vị liên quan thì khẩn trương giải phóng. Phương châm của đơn vị là có mặt bằng đến đâu, đơn vị triển khai thi công dứt điểm đến đó và nhanh gọn và để với là làm đường đảm bảo giao thông cho người dân đi là an toàn. Theo Ủy ban Nhân dân quận Liên Chiểu, năm 2022, trên địa bàn quận có hơn 50 dự án triển khai ở 3 nhóm với hàng ngàn hồ sơ cần giải tỏa. Ngay từ đầu năm, quận đã triển khai nhiều giải pháp. Hội đồng giải phóng mặt bằng quận thường xuyên tổ chức họp xử lý những vướng mắc trong quá trình giải tỏa đền bù, cũng như huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để tuyên truyền vận động người dân. Tại dự án khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí Làng Vân tại phường Hòa Hiệp Bắc, từ đầu năm đến nay, địa phương phối hợp với các ngành chức năng gặp gỡ đối thoại cũng như đến từng nhà dân để giải thích chủ trương và vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng. Đến nay, giai đoạn 1 dự án đã bàn giao 4 đợt với gần 638 ha. Giai đoạn 2 đã tiến hành đo đạc gần 76 ha. Triển khai cái dự án khu lịch sinh thái Làng Vân thì gia đình chúng tôi là nhất trí không có chống đối theo cái chủ trương của nhà nước. Mà điểm thứ hai là cái nguyện vọng của tất cả các hộ dân của khu vực Chu Lương chúng tôi là mong sao có một cuộc họp chung để mà giữa nhà đầu tư và quận thành phố để có một tiếng nói chung để với là dân để cho hợp tình hợp lý để mà bắt đầu triển khai. Tổ của mặt trận đoàn thể quận sẽ phối hợp cùng với tổ của mặt trận đoàn thể của các phường trước, đặc biệt cái thì đối với lại các cái trường hợp mà người dân có những cái bức xúc, những cái đề xuất, cái nguyện vọng chính đáng của người dân thì sẽ ưu tiên theo cái từng trường hợp mà tổ sẽ cùng với lại từ quận cho tới phường sẽ có cái cách tiếp cận cho nó phù hợp để khéo léo vận động. Thì sau đó thì sẽ tổng hợp những cái kiến nghị đề xuất chính đáng của từng trường hợp đó, làm việc lại với lại các ngành và kiến nghị Ủy ban Nhân dân. Ngoài chuyển biến khá tích cực tại một số dự án, thì hiện trên địa bàn của Liên Chiểu vẫn còn nhiều dự án chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Theo chỉ đạo của thành phố, hiện nay của Liên Chiểu hiện đang tập trung phối hợp cùng các ngành để tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, để nhanh việc giải tỏa, để các dự án trọng điểm có thể về đích đúng tiến độ, tạo cú hích để kinh tế địa phương nói riêng và thành phố nói chung sớm phục hồi và phát triển.